cùng nắm tay ta kết thân, ta giao nhau những lời khi đúng không ạ? Bây giờ Tâm sẽ không làm mà Tâm cho các bạn làm nha. Tâm hát các bạn làm theo nha. Làm lại nè, 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết toàn thân, ta trao nhau những lời thiên tha. Rồi bây giờ mình phép nha, bây giờ mình đội A, đội B, đội nào lớn nhất thì sẽ có hưởng, còn đội nào mình làm nhỏ mình sẽ bị phạt nha. Rồi bây giờ mình mời đội A, đội B, đội B trước nha. Rồi đội B, bây giờ mình mời bạn nữ thì lên đây ha. Rồi bây giờ bạn nữ có thể một bài hát này không? Rồi bây giờ anh hát cũng được, anh hát và bạn sẽ minh họa cho các bạn cứ vỗ tay giống như vậy. Ví dụ mà nhỏ thì mình bị phạt nha, còn ví dụ mà lớn thì mình có giải, được không? Rồi làm theo bạn nha. Các bạn có phải là bị phạt không? Thôi sao bạn bị phạt được? Làm nha. 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui đó bạn, không phân chia giọng nơi tiền người, cùng nắm tay tay ta giao nhau những lời thiên tha. Thôi nhỏ quá trời luôn. Rồi cảm ơn bạn đứng đây nha. Mình còn một bạn tình nguyện viên bên này. Bây giờ tiếng phải lớn nha, phải hát nha, chứ không có vỗ tay không nha. Rồi giảm hát xuống nha. Vì thôi nha. Bốn phương trời, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết toàn thân ai, chào cho nhau những lời thiên tha. Rồi cảm ơn bạn, bữa nào thắng hả? Rồi vậy bây giờ là mình sẽ có một phần bị phạt, đội thắng thì mình đứng đây ha. Thôi mình xuống đi, hai người xuống này là mình mời lại. Rồi bây giờ bạn thua mình sẽ một cái phần thua của mình là mình đại diện với tập thể mình. Mình có coi dạo này cuộc thi hoa hậu nhiều đúng không? Trong lúc các bạn được uống trà sữa thì mình đi hoa hậu đúng không? Rồi thì bây giờ bạn sẽ đi một vòng sân khấu và bạn thôn tên của mình ha, tên chị Phường và tên của mình như là thôn tên hoa hậu vậy, tự tin lên đúng không? Rồi mời bạn đứng đây một vòng đi xuống, cần giúp mình thôn tên cộng đơn vị của mình. Rồi thì phần khởi động mình đến đây thì bây giờ mình để kết lại thì mình cùng làm với ta một lần nữa để mình có một cái hoạt động sôi nổi với các bạn tiếp theo nha. Mình cần làm lớn hát nha, Tâm sẽ giảm giọng Tâm lại và các bạn lớn giọng mình hát lớn lên ha. Rồi làm lại nha. 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết toàn thân ơi, ta chào nhau những lời thiên tha, ta chào nhau những lời thiên tha. Phần trình bày của em đó là hết, xin cảm ơn ban giám khảo đã chú ý lắng nghe theo dõi, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Minh Tâm, xin mời